Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là có mua bán và giao lưu trao đổi điện thoại nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì liên hệ bên mình nha. Địa chí của bên mình là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp. Bên mình thì bán hàng có ship cố toàn quốc luôn. Anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cho mình phí ship trước khi mình ship hàng nha. Anh em vui lòng cọc qua thẻ cào hoặc là chuyển khoản cũng được. Bên mình thì bán ba hàng thì sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng nha. Anh em có nhu cầu thì gọi điện thoại trực tiếp đến bên mình, hoặc có thể là nhắn tin hoặc app Zalo rồi nhắn tin bên Zalo nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 nha. Anh em cứ nhắn tin qua bên Zalo, nếu mà kết bạn ở bên mình chưa có đồng ý thì anh em cứ nhắn tin đi. Anh em nhắn tin thì bên mình sẽ đồng ý nha. Tại vì nói thật là cũng có khá nhiều anh em kết bạn nên đôi khi thì mình sẽ bỏ có nhiều cái mình sẽ bỏ lỡ nha. Anh em vui lòng, nếu mà kết bạn thì vui lòng thì nhắn tin cho bên mình luôn nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 nha. Thì hôm nay thì mình cũng còn một ít máy thôi chứ cũng không nhiều nha. Máy phù hợp thì hôm nay mình sắp sạch luôn rồi, hết sạch luôn máy phù hợp nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cây này, cây Reno 4 nha mọi người. Máy thì tình trạng đẹp chín chín luôn, Oppo Reno 4 nha, máy phù hợp. Màu xanh nha, máy đẹp chín chín luôn, phù hợp đầy đủ phụ kiện zin theo máy nha. Con Reno 4 này thì còn bảo hành với tầm 7 tháng nữa nha, máy còn rất là đẹp luôn. Reno 4 này bên mình bán với giá là 5 triệu 450 ngàn, Oppo Reno 4 nha, máy phù hợp 5 triệu 450 ngàn thôi. Nói chung hôm nay mình cũng còn khá là ít máy full box thôi, còn có mấy cây nha, anh em nào nhanh tay thì còn Redmi X7 nha. Redmi X7 này thì máy đẹp 99 luôn, RAM 6 bộ nhớ trong 128GB. X7 này bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 4. Redmi X7 RAM 6 bộ nhớ trong 128GB, Black Shark 3 Pro nha. Này mình giảm giá con này luôn, con này thì bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu rưỡi. Con này RAM 8 bộ nhớ trong 256 nha, máy đẹp 98%, Black Shark 3 Pro nha. Anh em là có nhu cầu chiến game thì xuất con này. Con này nói chung pin trâu bò và nói chung là cấu hình là đỉnh nhất. Con này con Xiaomi Redmi K30 Ultra, con này thì RAM 6 cũng như trong 128GB nha. Con này thì máy đẹp 99% luôn. Bên mình bán cái này với giá là 6950, 6 triệu 950 ngàn nha. Máy full box đầy đủ phụ kiện zin. Nói chung hôm nay mình đã sạch máy full box luôn rồi. Vivo V20 SE máy new. Con này bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 9 V20 SE nha. Con này máy mua ra phù hợp ra thôi chứ cũng chưa sử dụng nha. V20 SE 4 triệu 8 thôi. Con đó mình sẽ giảm giá 4 triệu 8 nha. Cây này là cây Vivo S1, có S1 này nó bị nứt một vết ở chỗ này nè, nói chung rất là nhẹ thôi, nhìn không thấy luôn. Không thấy luôn nha. Màn hình AMOLED vân tay trong màn hình và nói chung mặt lưng nó cũng 6D tiện luôn. Mình bán rẻ cho anh em nào có nhu cầu muốn mua con này sử dụng chữa cháy nha. Bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 150 ngàn nha, Vivo S1. Con này thì nói chung là ép kính tầm 200 ngàn đi, với mặt lưng này thay cũng không bao nhiêu tiền nha. Nhưng mà bên mình không có dọn máy, mình bán giá rẻ cho anh em thôi, 2 triệu 150 ngàn, giá rẻ. Anh em nào muốn mua về sử dụng để dài xài nha, thấy nó bị nứt có một xíu nhẹ này thôi. Samsung A6 cộng nha. A6 cộng thì bên mình sẽ bán với giá là 2250, máy thì đẹp 98% nha mọi người, nguyên zin luôn A6 cộng. Redmi 9 RAM 6 RAM 4 và nhớ 64, máy đẹp 99, bảo hành chính hãng nha, 4 camera sau. Con Redmi 9 này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 2 triệu 6 nha. Winmark Aris Pro thì bên mình bán với giá là 5 triệu 850 ngàn thôi, Aris Pro 5 triệu 850 ngàn, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128, camera nằm dưới màn hình luôn. Nokia 5.3 nha, máy đẹp 99%, 5.3 98-99% nha, 98 thôi, trời nhẹ thôi. Còn 5.3 này bên mình bán với giá là 2 triệu 150 ngàn, RAM 3 bộ nhớ trong 64GB.
iPhone 8 Plus nha, Zin app nha, con này có cường lực nha, cường lực nó bị nứt cái cường lực mình để thôi, máy Zin app luôn. 8 Plus, con này thì nói chung là ngoại hình nó cũng hơi trầy trầy nha. Này nó cũng trầy trầy luôn, máy Zin app. Pin còn 87%. Còn 8 Plus này bên mình bán với giá là 7 triệu 250 ngàn nha. iPhone 8 Plus. Samsung A51 mình còn tới 3 cây nha. A51 bên mình bán với giá là 4 triệu 400 năm 4 triệu tư thôi. Hôm nay mình sẽ bán 4 triệu tư nha. A51 máy đẹp keng nha mọi người. Những con A51 này còn bảo hành rất là dài luôn, cái tầm 4 đến 5 tháng chính hãng nữa nha. Nhưng mà Samsung bây giờ á, thì nó sẽ không có còn gửi tin nhắn tới 6060 nha. Anh em tải cái ứng dụng này để check bảo hành của Samsung. Đây. Rồi đây đây nó có phần đăng ký bảo hành này, anh em nhập cái số email vô là nó sẽ ra nha. Đó. Tải ứng dụng này về nha. Hoặc là anh em có thể vô quà tặng Galaxy để check bảo hành Samsung, chứ tại vì có nhiều người không biết check nha. Đây, rồi tôi có một này vô một này. Xong rồi tra thông tin bảo hành. Anh em nhập số email này vô là sẽ ra nha. Đó là bảo hành của Samsung, chứ bây giờ Samsung nó không còn gửi tin nhắn như ngày xưa nữa nha. BlackBerry nha mọi người. Con BlackBerry này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 2 nha. LG G7 máy đẹp 99 luôn. Con G7 này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 6. Galaxy S10 nha, hàng chính hãng, máy đẹp 98, đã hết bảo hành. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 7. Samsung A60, A60 này thì máy đẹp 97%, lưng này hơi trầy nha. Viền này nó cũng nhó nhăm nhăm cho xài ốp. Con này bên mình bán với giá là 3 triệu nha. Hôm nay về được một con Vivo U10. Máy đẹp keng 98% nha mọi người. U10 này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 350 ngàn nha. Vivo U10 nó là RAM 4 1964 và màn hình là 6.3 inch. Con này chạy con chip Snapdragon là 665 nha. Con này là con A5 2020 bản RAM 4GB, mặt lưng này trầy khá nhiều luôn. Con này thì bên mình bán với giá là 2 triệu 7 thôi. Quá rẻ. Con A5 2020 này pin tới 5.000 nha. Mobita X. Con Mobita X này thì bên mình bán với giá là 1 triệu 450 ngàn. Hôm nay thì còn sót lại một em Xiaomi Mi Note 10 Lite nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 650 ngàn thôi. RAM 6 1964 nha. Oppo Reno 4 nha, máy còn đẹp keng 98% nha. Màu đen. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 250 ngàn. A51 đây, A51 mình còn 3 cây, giá nó A51 bây giờ rất là dễ chịu nha, 4 triệu tư thôi. M30S nha, M30S con này màn hình AMOLED luôn, RAM 4GB, máy thì còn đẹp keng 98% nha, mặt lưng này hơi trầy trầy do sẽ ớt thôi. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 450 ngàn nha, M30S. Galaxy S20 cộng, con này là đã làm ca nóc rồi nha, mình đã thay bo trong hãng luôn rồi. Mình có 3 cây nha, 3 cây này bên mình bán xả thôi với giá 10 triệu. Bên mình sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi một đổi một nha. Mình cam kết với mọi người là máy của mình là máy zin 100%, chưa sửa chữa nha. Mình chỉ đem chỉ vô hãng thay cái men. Thay men trong hãng có nghĩa là một con máy zin luôn nha. Máy áp suất đầy đủ luôn, đã thay hãng nha. Con này là Galaxy Note 10 cộng nha, con này bản Mỹ, một sim. Con này bên mình sẽ bán với giá là 10 triệu 350 ngàn. Sau này nó 10 cộng mình còn có mấy cây thôi, còn được, có những cây đã đặt gạch hết á. Còn có được 4 cây Note 10 cộng nha. Note 10 cộng hàng chính hãng hết bảo hành, máy đẹp 99. Bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu nha. Anh em là thiện chí thì mình sẽ bớt cho, còn 10 triệu 800 ngàn Note 10 cộng. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha, 10 triệu 800 ngàn thôi, máy đã hết bảo hành, đẹp keng 99. Có con này bản Mỹ nha, bản Mỹ mà hơi chạy chạy kính thôi.
Còn băng Mỹ này hơi trầy kính thì bên mình sẽ bán với giá là 9 triệu 7. Con này con VinMax T3 nha, RAM 6GB. Bên mình sẽ bán cái này với giá là 2 triệu 4 nha, 2 triệu 4. Con này thì lưng hơi trầy, viền cũng có trầy nha. iPhone XR nha. Có XR này thì bản 128GB. À, 128GB nha. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 9 triệu 1. Con này thì nói chung đẹp gen 99 luôn. Con này thì 64GB. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 8 triệu 7 nha. XS Max. Con này màu trắng. Máy thì pin còn 90% nha. Nguyên zin áp. iPhone thì mình kiếm những con zin áp suất mình bán không thôi nha. Con này bên mình bán với giá là 12 triệu 650 ngàn, 12 triệu rưỡi chứ. Và con màu đen. Màu đen này thì hơi chạy chạy, bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu rưỡi nha. Cái này cái iPhone 11, iPhone 11 này thì pin 85%, nói chung là máy cũng có chạy đẹp 98 thôi nha. Máy nguyên zin áp luôn. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 12 triệu rưỡi luôn. 11 Pro Max nha. Máy đẹp keng 98%, 11 Pro Max. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 19 triệu rưỡi. Zin áp suất nha, pin còn 97% luôn. Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Bên mình có 64GB và 128GB nha. Máy thì đẹp keng 99% hết. Bản 64GB bên mình bán với giá là 4 triệu 1 và bản 128 bên mình bán 4 triệu 3 nha. Mình có hai màu luôn. Vivo i20, máy đẹp 99% nha mọi người, i20. i20 này thì RAM 4 và 164, bằng tay bên hông đây. Con này pin 5000, bên mình bán cái i20 này với mức giá là 2 triệu 850 ngàn. Vivo V20 nha, máy đẹp 98. V20 này chạy chip Snapdragon là 720. Con này máy đẹp 98 nha. Nó viền nó không được bóng nữa do nó sẽ ốp nha. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu rưỡi thôi. A71, bên mình thanh lý đồng giá với nhau luôn nha. 5 triệu 750 ngàn A71 nha. Hôm nay mình xả A71 nha mọi người. 5 triệu 750 ngàn thôi. Nói chung mình giảm giá những con A71 nha. Nói chung là giá thị trường nó cũng đã xuống giá rồi thì mình sẽ giảm giá cho anh em luôn. Cái là cái Redmi 5 nha. Redmi 5 này RAM 3 và 164, máy đẹp 98. Bên mình thanh lý cái này với giá 2 triệu 3. Oppo A5 2020 RAM 3 và 164. Cây này thì nói chung là đẹp 98, bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 7. Và cây này lưng trầy hơi nhiều hơn, bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 6 nha. Oppo A93 máy đẹp 99% luôn. A93 thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 9. Note 9 nha, Note 9 mình có hai màu xanh, màu nâu và xanh đen. Màu xanh này thì nó bản Mỹ và màu kia là bản Hàn nha. Hai cái này mình bán đồng giá với nhau luôn, 5 triệu 9. Samsung S20 nha. S20 này thì bảo hành chính hãng tới tháng 3 2021 nha. Máy đẹp keng 99. Con này bên mình bán với giá là 8 là 9 triệu 4 và con Note 9 nữa nha. Note 10 nha, mình có cái Note 10 đẹp 99 luôn, cũng hàng chính hãng luôn. Nhưng mà đã hết bảo hành. Note 10 thì bên mình sẽ bán với mức giá là 8 triệu 8 nha. Mình có một cái máy xấu. Anh em nào muốn chiến game thì mua con này nha. Con này cấu hình khủng. Con này là bể bể lưng nha. Bể lưng rồi. Con này là con K30. Bể lưng. Máy thì đã có tiếng Việt. Anh em nào muốn chiến game thì xúc nha. Tại vì mình không có dọn máy nên mình không thay lưng luôn. Con này bản 128GB, RAM là 6GB. Con này chạy con chip Snapdragon là 730 nha. Camera là 48 megapixel.
Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 450 ngàn nha. K30 bể lưng 3 triệu 450 ngàn. Và mình có một cây K30 5G. Con này cũng bể lưng luôn. Đây. Con này thì RAM 6 và nhớ 64, chạy con chip Snapdragon là 765 nha. Màn hình 110Hz, nói chung là chỉ bị nứt lưng thôi. Còn máy nguyên zin, những cái lưng này thay rất là rẻ luôn nha mọi người, nhưng bên mình không dọn luôn, mình sẽ bán tình trạng sau mình sẽ bán về cho anh em rẻ hơn một xíu cho anh em chơi game nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 3650, 3 triệu 650 ngàn, K30 5G nha. Xiaomi Mi 9T. Con Mi 9T thì màn hình AMOLED nha, màn hình nó là 6.39 inch. Con Mi 9T này thì máy đẹp 98% nha. Bên mình bán cái này với giá là 3 triệu 750 ngàn. Mi 9T 3750 nha. Máy có trầy nhẹ. Con này thì RAM 6 cũng như 64 và chạy con chip Snapdragon là 730. Reno 4 Pro nha, mình còn màu trắng và đen. Có cái cây này thì nó viền hơi trầy nha. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu 1 và hai cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu 250 ngàn. S20 cộng nha, hàng chính hãng bảo hành tới tháng 5 2021 nha, máy đẹp 99. S20 cộng này thì bên mình sẽ thanh lý với giá là 11 triệu nha. Anh em có nhu cầu chụp hình hay quay phim thì mình nên dùng Samsung nha, Samsung chụp hình quay phim chống rung cực kỳ tốt luôn. Con này là con Redmi 7 nha, máy đẹp 99 luôn. Redmi 7 này thì bên mình bán với giá là 4 triệu 6 nha. Mình có Redmi 7 Pro nữa, Redmi 7 Pro thì máy đẹp 99% luôn nha. Redmi 7 Pro thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 6. Galaxy S10 5G nha, máy đẹp keng 99% luôn. S10 5G. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu 550 ngàn nha. Xiaomi Redmi Note 9 nha, con này RAM 4 GB 128. Hàng chính hãng, con này bên mình bán với giá là 3350, máy đẹp 98% và mình có một cây xách tay cũng RAM 4 GB 128 luôn, bên mình thanh lý với giá 3 triệu. Cây này là cây Galaxy S10 cộng nha. Máy thì đẹp 99% luôn. Con này thì camera trước nó đốm nha. Nó đốm rất là mờ luôn, nói chung là sẽ không thấy đâu, anh em không thấy đâu nha. Nói chung mình bán mình nói rõ tình trạng cho anh em thôi. Chứ còn con này thì mình bao mọi người không bao giờ chụp hình thấy được cái đốm này luôn. Đây, đốm rất là nhẹ nè, đó, camera trước thôi nha, còn camera sau bình thường. Máy thì nguyên zin áp luôn nha. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 7, S10 cộng nha, con này bản Mỹ, chip Snapdragon. Và mình có một cây hàng chính hãng, máy đẹp 99 luôn, hàng chính hãng bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu 9 nha. Mình có một cây sách tay nữa, cây này màu hương, màu cam, màu cực kỳ chói lói luôn nha. Con màu cam này máy đẹp 98. Cây này cũng xách tay luôn nha. Cây này thì mình chỉ nói chung là mấy cây xách tay thì mình chỉ bảo hành màn hình là 10 ngày nha mọi người. Mọi người thông cảm giúp mình nha. Tay mình bảo hành màn hình chỉ có 10 ngày thôi. Còn chức năng thì mình vẫn bao 3 tháng. Con này thì bên mình bán với giá là 6 triệu 9 luôn. Máy đẹp. 98% màu cam. Con này là con Galaxy S10 cộng. Con này thì lưng gốm nha. Con này bản tới 512GB luôn, bản đặc biệt nha mọi người. RAM 8 và 512, máy đẹp keng 99% luôn. Con này bên mình bán với giá là 8 triệu 2 nha. K30i 5G, con này thì mặt kính nó trầy hơi nhiều nha. Con này đưa đi đánh bóng là được nhưng mà bên mình không đánh bóng luôn nha, mình bán rẻ luôn. Con này RAM 6GB, bộ nhớ trong 128. Con này chạy con chip Snapdragon là 765 nha, camera chính là 48MP. Bên mình bán cái này với giá là 4 triệu, thanh lý cho mọi người.
Oppo A52 nha. A52 này thì máy đẹp Ken 99, RAM 6 và nhớ trong 128. A52 bên mình bán với giá là 3 triệu 7 nha, 3 triệu 7 thôi. Vivo V15 nha. Con này thì RAM 6 và nhớ trong là 128. Nói chung là con này mặt lưng trầy hơi khá nhiều luôn. Anh em mua về con này thì mình nghĩ chắc nghe anh em dán lên là đẹp nha. Con này chỉ cần dán trong lên là nó đã không thấy vết trầy rồi. RAM 6 và nhớ trong 128, màn hình thì rất là đẹp luôn. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 550 ngàn nha. Vivo V15. Và mình có một cây này đẹp 98 luôn nha, Vivo V15 đẹp 98 luôn. Con đẹp 98 này thì bên mình sẽ bán với giá là 2850, Vivo V15 nha. Bản RAM nó là 6GB, trong nó là 128GB hết luôn nha. Thì hôm nay thì mình chỉ còn được bấy nhiêu máy giới thiệu tất cả mọi người thôi. Anh em là có nhu cầu muốn đổi điện thoại thì liên hệ bên mình nha. Anh em coi video nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình à. Nhớ bấm đăng ký kênh.